Miami Beach, Florida. Xin kính chào các bạn đã đến thăm kênh của Ngọc Ánh. Bạn thấy cái bụi hoa vàng ở đằng sau lưng mình không? Đẹp quá ha bạn. Mấy ngày nay họ nói là sóng trường bão đi qua Florida, mình cứ sợ là nó thổi hết mấy cái hoa vàng thì mình không có chỗ đẹp để mình thâu âm nói chuyện với các bạn. Thấy giờ bây giờ bão không có qua chỗ mình nữa, mình mừng quá ha, cái bụi hoa đẹp quá. Hôm nay mình có nói chuyện với các bạn của mình làm cũng nghề môi giới bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thì anh có kể cho mình nghe một chuyện này mình thấy lạ lắm ha bạn. Đấy là ở quận 2 đó, thì là có một nhiều cái đất, nhiều miếng đất mà họ đã cất biệt thự, họ cất nhà, họ bỏ hoang, cất rồi bỏ hoang, không ai mua mà bị đứng lại, mà giá mắc lắm, là giá cũng là cũng tính mỗi 300 triệu một mét vuông. Thì anh bạn làm môi giới anh nói như vậy. Bây giờ nhiều đất bỏ hoang ha, cỏ mọc cao tới đầu người, rồi còn chỗ thì để cho mấy con bò ăn cỏ, rồi mấy chỗ thì biệt thự bỏ hoang mà không hiểu tại sao mà giá đất thì nó chưa có sụt xuống. Bây giờ người nói các giá nền tăng từ năm ngoái tới giờ từ 40% đến 60%. Thì cái địa điểm của nó là giữa đại lộ Mai Chí Thọ và khu dân cư Thanh Phương, thì khoảng từ chỗ Kim Cương vào khu vực phường Thạnh Mỹ, thì có nhiều dãy nhà bỏ hoang, nhiều công trình xây cất đang để đó mà người ta không tiếp tục, có chỗ người ta đã lên móng rồi mà người ta cũng không tiếp tục xây dựng. Chuyện đó cũng ngộ đó. Quận 2 là quận rất là phồn thịnh đó. Gần con sông, gần cây cầu mới cất. Cái đại lộ ông Mai Chí Thọ cũng là một đại lộ đất sầm uất, thì mình không hiểu là cái tình hình mình hiểu là tình hình ở chỗ đó đất đai ra làm sao. Mấy chị em nào mà ở gần khu đất đó thì tới coi thử tại sao mà bây giờ nhiều biệt thự đơn cất gian dở bị bỏ hoang. Ngày nay bị nó nghe cũng bỏ hoang cũng 1-2 năm rồi. Mình thấy cũng lạ, chuyện lạ ở thành phố Hồ Chí Minh là chỗ mà đất rất là mắc mỏ mà tại sao lại có chuyện đó. Dân cư thì dân cư ở đó cũng còn thưa thớt, chưa có nhiều, tự nhiên mình nói chuyện không được. Thì dãy nhà bị bỏ hoang thời gian dài, nhiều công trình mới xây cất lên thì bị ngừng lại. Thấy chỗ đó thì địa thế cũng đẹp á, cũng gần sông, gần có cái cầu nối, thành ra giao thông thuận lợi. Thì cái đó mình không chưa hiểu sao, thì mình sẽ tìm hiểu thêm cho các bạn. Rồi anh cũng có nói chuyện về cái ở thành phố Hồ Chí Minh thì có một cái chung cư mà từ đây 2 năm rồi thì nó bị nghiêng. Thì bây giờ đã khu là cái khu chung cư nghiêng ở thành phố Hồ Chí Minh, cái là chung cư Võ Văn Kiệt. Thì chính phủ thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định phá vỡ chung cư khẩn cấp để cho bảo đảm an toàn cho một người dân. Thì đó là ô lô chữ ơ ở chung cư 518, chung cư Võ Văn Kiệt. Đây là hai cái chuyện mà mình muốn bàn luận với các bạn về vấn đề mua bất động sản. Mua thứ nhất là mua nền đất, thì mua nền đất thì rất là nguy hiểm, tại vì mình không có biết là cái chương trình xây dựng đó nó sẽ tiếp tục hay nó sẽ ngưng. Nếu mình mua thì anh kể là hồi mới đầu ra cái dự án ở đại lộ Mai Chí Thọ đó, thì là giá nhà đất lên rất cao, người ta trao tay nhau có khi lên tới 40%, 60%, những người mà họ mới mua lúc đầu á, họ trao tay thì là họ gọi lời nhiều. Rồi sau này có người mua rồi cất biệt thự họ lên rồi xong rồi thấy chung quanh không có ai cất hết, chung quanh bỏ hoang thì họ không dám ở.
làm sao mà nếu mà có chỗ đó rồi mà điện nước ống cống rồi chưa có bắt này kia, làm sao mình ở được? Thành ra có nhiều nhà lên móng rồi bỏ hoang, có miếng đất để đó giờ không ai mua, mà người mua phải ôm. Mà cái chỗ đó thì nghe nói là cũng dùng thuận lợi lắm, thành ra giờ không biết là tình hình nó ra làm sao. Cái dự án nó không có rõ ràng, thì khi mà ở Việt Nam đó, mà mua nền đất đó, là phải là rất là nguy hiểm. Là mình phải biết rõ ràng vụ án, những cái dự án họ sẽ cất gì, bao bao lâu sẽ cất ra, nếu không thì là sẽ có vấn đề. Về chuyện nhà chung cư ở Việt Nam thì anh bạn bạn anh nói á, chung cư ở Việt Nam á thì là theo ảnh nói á, thì là mình không có phải chủ đất. Thì khi mình mua cái bộ chung cư là nó có hẹn, nó có bao lâu, là chủ đất cho người xây dựng mướn cái miếng đất đó bao nhiêu năm, rồi xong rồi qua hết hạn đó, đó thì là người chủ đất lấy lại đất và lấy lại chung cư luôn. Tức là nếu mà đúng như ảnh nói là mình mua bộ chung cư như vậy á, tuy là nó rẻ tiền nhưng mà sao mình bước ra là trắng tay. Thì cái đó, cái loại chung cư đó ở Việt Mỹ nó kêu là land lease. Cái land lease đó hồi xưa ở Florida có, là những người mà đã tới trước khai thác dùng Florida đó, họ mua đất rồi họ rồi sau này đó thì là nhà xây dựng cất chung cư, thì họ họ cho nhà xây dựng mướn. Thì phần đông là họ mướn để họ cất khách sạn, và khách sạn ta nghĩ là họ cất khách sạn, họ mướn 100 năm làm ăn rồi hết, tới 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 hồi 100 năm rồi thì khách sạn nó cũng cũ cũng mòn rồi, thì trả lại cho chủ, thì chủ nó chỉ đập nó phá thôi, chứ chứ đâu có đâu, khách sạn 100 năm là cũ quá rồi thì đâu không có đúng quy luật an ninh nhà nước, thì không có lợi. Thì người người xây dựng họ nói giờ mua đó cũng như là mướn mặt bằng này, có họ làm ăn thôi. Nhưng mà cũng có nhiều người thì họ cất cái chung cư ra, họ cũng cũng lấy cái land lease, thì là chung cư thì nó vững hơn, người ta bảo trì nhiều hơn, nhưng mà rồi mỗi 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 năm thì phải trả trả tiền mướn cho người chủ, rồi đến hơn 100 năm mới trả cho người chủ. Thì sau này dân dân mới than phiền, thì chính phủ mới mới nói bây giờ mua chung cư đó thì nó rẻ, thì bây giờ mấy mấy người trong chung cư nó họ dồn dồn lại rồi họ mượn tiền ngân hàng để mua lại cái miếng đất đó với giá phải chăng, rồi mỗi một tháng thì người trong chung cư góp vô để trả lại tiền ngân hàng, như vậy thì họ sẽ làm chủ miếng đất. Thành bây giờ land lease ở Florida là hết rồi. Khi nào mà bạn đi mua chung cư ở tại nước Mỹ thì bạn phải hỏi cho kỹ là cái này là tôi làm chủ cái miếng đất và làm chủ luôn cái bãi đậu xe hết của chung cư tôi, hay là có đó cho mướn. Thì mình nói với khách hàng của mình, nếu mà chung cư mà land lease thì đừng có mua, nó rẻ chút nhưng mà mình không có lợi hết. Nhà nó càng ngày nó càng lên giá, đất càng ngày nó càng lên giá, mà mình mua chỗ đó được sau này đủ đủ 100 năm rồi đó, có khi chung cư nó còn có 50 năm phải trả, thì mình trắng tay. Thì ở Việt Nam mình cũng bắt đầu có cái vụ như vậy, là bạn mua chung cư rồi mà không phải là đất của bạn, tới bao nhiêu năm đó hết hạn cho mướn thì mọi người phải đi ra trả lại thì phải trắng tay. Bạn cẩn thận nha, bạn không nên mua những chung cư đó, chỉ trừ khi nào nếu nó bán rẻ quá và bạn không có nhà ở, thì nó bây giờ không có nhà ở chung cư mà muốn đất mắc quá tôi không nhà ở thì tôi mua đây tôi ở đỡ, thì đây cũng như là tôi mướn nhà thôi. Nếu mà giá rẻ quá thì là ở nó ở thì cho mướn mình đi mướn nhà mướn giá rẻ để mình ở, thì cái đó cũng có thể là một giải pháp tạm thời. Nhưng mà nếu mà chỗ bạn mà không chỗ ở mà khẩn cấp quá, chứ còn nếu mà có nhiều nhà cũng rẻ vậy, thì chỉ từ đây mà mình nói là nghe nói là ở Sài Gòn có nhiều khi nhà mắc quá đó, người trung bình đó, làm trung bình đó, không có đủ tiền để mua, thành ra họ phải cắn răng mà họ mua nhà chung cư với giá vậy nó rẻ hơn là nhà, thì họ ở trong thôi là không có chỗ ở. Thì hôm nay là có vấn đề lạ lùng mình muốn kể cho bạn nghe, là ở cái vùng vùng quận 2 nó có những cái nhà những cái đất bỏ hoang, những cái nhà bỏ hoang. Thì bạn có rảnh thì bạn đi ngang để coi thử coi nó tình hình nó làm sao để cập nhật. Thì có bạn comment với mình là mua đất nền ở Việt Nam là rất là nguy hiểm, giống như là chơi gaming, chơi cờ bạc. Giống như là gaming là hên xui may rủi, chơi xổ số hên xui may rủi. Thì bạn biết ở bên Mỹ đó, mà mình phải
trong nghề lắm, mình phải có nhiều tiền lắm thì mình mới dám mua nhà mua đất. Mua đất tại cái đất tùy trừ khi nào miếng đất đó nó đã có vị trí sẵn, là định sẵn rồi, là miếng đất này để cất nhà, là miếng đất này làm ruộng, để làm ruộng thì là mua. Có những người thì họ mua họ hy vọng là họ mua đất ruộng, rồi sau này đó khi thành phố phát triển thì là chính phủ sẽ đổi classification, cái xếp hạng của những cái đất ruộng thành đất cất nhà, thì những người chủ đó thì sẽ được hưởng tiền. Thường thường là cái đó là cái gọi là speculation, là mua đại, không có biết, họ không biết chắc. Cái nhiều người giàu đó họ để tiền nhiều quá trong ngân hàng thì không có lời, không có, còn bị lỗ, tại mà càng ngày đất nó cũng lên giá thì họ mua nhiều lắm, họ mua nhiều mẫu lắm, họ để đó đời họ không khai thác được thì đời con cháu, đó là cũng như là cách để tiền cho con cháu thay vì để tiền thì mua đất. Thì hôm nay là mình nói về chuyện nhà đất, mua đất nền cho các bạn nghe, rồi từ những cái video sau thì mình sẽ nói thêm về chuyện nhà mua đất, cất nhà ở Mỹ và ở Việt Nam. Xin chào các bạn và hẹn lại lúc sau. Chúc bạn luôn luôn là vui vẻ, khỏe mạnh và làm ăn phát tài.